Các bạn channel của mình là Nidai Võng đây. Thì mình đang cho từ quanh bi gọi là cái này cũng phải gọi là mới nữa bạn, gọi là như là được làm lại và trở lại các bạn. Đó chính là Rainbow Bi nha bạn. Trước đó thì các bạn có thể biết là Rainbow Bi đã sập đúng không? Đó đã bị đóng cửa và admin đã trở lại với từ game Rainbow Bi này bằng cách là gì? Rainbow Bi 2. Đó, thì hiện tại là từ game này là Rainbow Bi 2 nhé bạn, là ra lại các bạn, trở lại với bạn thứ hai. Rồi thì các bạn thấy nha, với bạn thứ hai này là mọi thứ hoàn toàn mới rồi nè, không có như là cũ như trước nữa. Như là sao ta, hình như mới vô là chỉ có đúng một cái đảo đứng ở giữa mà riêng đúng không, sau các bạn nó chuyện quái là xong à. Còn bây giờ là mới vô các bạn sẽ đứng ra một hòn đảo giống như đây, hòn đảo Tân Thủ các bạn đó, bạn thấy chưa. Còn đằng xa kia là mấy cái đảo rất là xa khác, như là nhà máy nè, thì con tàu này, hay là đảo Biết Mơm nè, rất là nhiều thứ khác luôn ha. Rồi thì hiện tại là mình đã sở hữu được trái hoa ke V2 nhé bạn. Thì farm lại thì hơi cực tí, nhưng mà được một cái là có cái rương này đó bạn. Đó có cái rương nè. Thì các bạn nào thiếu belly thì cứ để auto lít vô đây nha, lít cho mình. Thì các bạn khi các bạn lít thì các bạn vừa được tiền mà các bạn vừa có cơ hội sở hữu được cây Yoru nữa các bạn thấy chưa. Đây cây Yoru 5% nha các bạn. Đấy thì mình đã lít ra được cây Yoru rồi nè. Mới vô thì các bạn nói chung là đấm tay hơi cực nha bạn, các bạn phải có một trái quỷ hay là một cái gì đó mới các bạn có thể farm easy được. Gì đây, gì vậy, gì vậy, 0.01% free chu chip bột katana là cái bãi này hả, nguyên một cái bãi này hả, là có không mấy mấy phần trăm rớt được cây tam kiếm à. Ồ đây mình sử dụng cho bạn xem chiêu của Yoru nha bạn. Đó mới vào sở hữu được cây Yoru là game dễ liền các bạn, nói chưa. Ui dồi ôi, trời ơi vãi thật sự, đã lắm đấy. Điều bạn là gì, điều bạn cần làm là gì, mới vào các bạn khó farm đúng không? À lộn, đúng rồi, bạn muốn khó farm rồi bạn không có ai để cho chép quỷ và bạn muốn mạnh lên, hãy đến với rương. Đây rương này đã bạn, đó các bạn chỉ cần đứng lít là 5% rớt cái cây Yoru này là các bạn tự mạnh liền à, các bạn sẽ thành siêu nhân liền luôn. Bây giờ đó một phát là kinh nghiệm rồi cấp rồi lên một đống liền luôn, tiền lên một đống liền luôn đấy, thấy chưa, cực kỳ đã luôn là vậy. Rồi cái hoa ke này mình nghĩ chắc không khác gì lắm ha. Hoa ke này không biết admin sửa không hả, không có sửa gì lắm hả mày, chuẩn vậy à. Đấy hoa ke V2 đó, đó là hoa ke V2 nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi random chắc quỷ cái gì, cái cây Yoru mình nằm gì kỳ vậy, sao cây Yoru mình nằm gì kỳ vậy, cái gì đây, 200 belly 250 belly. Ồ giờ có bảng phần trăm có thể random luôn nữa bạn, em biết 1%, 1.6% là rare nè. Còn đây là bên này thì robot thì tỷ lệ epic cao vãi luôn các bạn ơi, combo có 5% luôn. Trời, qua robot thì các bạn chỉ còn có 5% ra được cái trái gọi là cùi nhất nha các bạn, là các bạn muốn trái cùi cũng không được nữa đó. Là vậy. Còn bên này các bạn muốn trái hiếm mà không được nè. Ô bây giờ random từ từ á. Rồi ô tại sao chữ rare lại màu đỏ mà chữ epic lại màu tím hả? Uncommon. Qua ke V2 á. Ui quay từ từ các bạn ơi, cực rồi, rồi khổ rồi. Rồi thấy bấm quay từ từ là thấy không ổn rồi đó. Rồi, Uncommon với Uncommon đều là cái trái màu đỏ á. Đúng rồi. Ồ random từ từ vậy là cực nha, chỉ 100k rainbow gì nè. Cái gì đây? Divine Fruit. Ồ. Qua KV2 hoài luôn mày, vậy qua KV2 cùi nha các bạn. Nằm bên Uncommon mà. Đấy. Trái nào khác đi, trời no. Flower Fruit. Còn này 100k rainbow thì các bạn có thể sở hữu được trái Divine nữa bạn. Trái cả mạnh hơn cả Epic á, mạnh hơn cả Rare luôn. Sẽ là trái Divine nhá. Rồi. Sao kỳ ta, random khó vậy ta. Random từ từ vậy rất là khó ra mấy trái Uyami mà của Incommon á. Vậy mấy trái Rare là những trái gì ta? Luffy ghi 5 à. Khó vậy ta. Giờ mình cứ đưa san, trời ơi san. Khó rồi các bạn ơi, không ổn rồi. Không giòn rồi. Tỷ lệ này khó quá. Mà random không phải khó mà là random kiểu này thì khó quá các bạn. Đấy phải chưa? Phải random bấm liên tục thì may ra, chứ bấm spin liên tục bình thường vậy là quay. Không biết chừng nào mới ra được chứ epic hay rare luôn á. Đấy, gì? Mega green. Là trái gì vậy?
Ủa mấy cái trái hồi xưa mà thuộc dạng hiếm đó bạn, mà bây giờ qua Incommon hết ha. Tính ra Incommon, Incommon còn ra dễ hơn Common nữa chứ. Rồi không được rồi các bạn ơi, mình không có. Ôi khó quá, ra đơn vị khó quá. Từ từ bỏ qua đi. Rồi nha. Giờ bây giờ mình sẽ check flower. Check flower. Vãi, thiệt sự trái xanh kìa. Ô. Ô. Ủa sao kỳ vậy, sao mấy cái màu trong này lại khác với cái hình trong kia ta? Bị lỗi hả ta? Phải không nè? Nếu mà cái trái màu tím vậy nè, đúng không? Cái trái màu tím này á thì là mình đã biết rồi đúng không? Hình như cái màu trong này bị lỗi bạn, còn mấy cái trái này mấy trái rare nè. Vậy là mình random nãy giờ rare. Đó, còn riêng cái trái màu trắng này mới là cái trái common nè. Uncommon sẽ là trái xanh lá đúng không? Đấy. Vậy là bị lỗi á các bạn, bị lỗi á. Rồi đây, Megarin Ultimate. Rồi thử coi cái này là trái gì vậy? Cái gì vậy? Wow. Ui lắc lắc Megarin Ultimate. Ui ô. Rồi B Explosion. Mấy chiều giống giống nhau các bạn, mấy chiều không khác gì lắm. Hầu hết đều là giống nhau hết. Vãi thật sự rồi. Mình nghĩ là mình sẽ đi vòng vòng mình coi xung quanh cái rank Bobby được làm lại này, phiên bản 2 này xem như thế nào nhé bạn. Đó, này làm lại phiên bản thứ hai đâu rồi đây. À đâu đen bây giờ đứng bên này nè, nhưng mà mình quánh đâu đen không mất máu luôn nhé bạn. Ô có nha, đau nha. Ô đau mình to thế. Ô cái mega green này đã rồi không thấy gì luôn, giòn nhé bạn, cái này giòn đó, ngon. Thấy cứ là một khúc 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 máu luôn á, mạnh. Wow mà đâu đen quánh mình có mười mấy máu hả bạn ơi, không nhiều nữa. Đây là như mình quánh đâu đen xong mình lên đóng cấp luôn nè, đúng không, lên đóng cấp không, rồi không thấy lên cấp luôn, rồi luôn không giòn ơi. Chắc mình nghĩ cho tiền nhiều thôi à, không không lên cấp gì nhiều lắm. Rồi xung quanh đây còn gì nữa không, hết nhá bạn. Ngày hảo quyền ngay nè, quánh hảo quyền ngay luôn. Ô 500 game. Ô hồi nãy mình mới thấy 500 game đúng không, mà cái game ấy làm cái gì vậy, mình không có thấy cái game đây nữa bạn, chỉ có Rainbow Candy. Đúng rồi, Rainbow Candy với tiền là hết rồi, không thấy game. Rồi mình nghĩ là mình chắc mình đi mua thuyền ha. Đây mua thuyền mình qua mình quánh Factory nhé bạn, nhà máy. Bây giờ bạn thấy chưa, bây giờ nhà máy rất là xa luôn nha. Đấy bây giờ mấy hòn đảo bây giờ admin đã làm xa ra hết rồi đó, là đi thuyền mới đúng nè, chứ trước đó là các bạn chỉ cần lướt 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 mấy cái là tới rồi. Đấy hơi cực một tí. Ôi xa nha, xa vãi luôn. Mà cái thuyền hỏi quyền ngay này giờ chậm rồi đó mày, admin sửa lại chậm rồi, tốc độ giờ còn có 100 mà. Hỏi quyền ngay này thuyền phải tốc độ cỡ 150 hay 200 mới đúng á bạn, giờ giảm xuống còn có 100 mà. Đấy rồi. Ô sa mạc nè. Ồ chơi đó giờ mình chưa qua đảo sa mạc bao giờ luôn á chứ. Cái cục gì nằm ở trên vậy? Cái cục này cục gì vậy? Ui một cái cục nằm trên luôn. Đây ô. Ô thấy điện điện kìa. Wow, đảo sa mạc mà có điện. Cái gì ở đây ghê vậy? Đây nhà máy cho xá vậy. À đây 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 đây. Đây mới là Marine đó bạn, đây đây. Đây mới chính là cái đảo mà các bạn phải được spam ra mới đúng nè. Là cái đảo này là đối diện với nhà máy với lại mấy cái đảo gần gần đây nữa mày. Cái gì ai ai đứng trên này vậy? Mình thấy một ai đó có phép đứng trên trời các bạn ơi, đúng không vậy? Đúng rồi, đứng trên trời chứ gì nữa. Hóa phép rồi. Đây 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 đây, cái đảo này mới đúng đó mày. Cái đảo này mới là đảo Tân Thủ hồi trước nó mày, hồi Rank B1 nè. Đấy cái đảo này nè. Bây giờ hình như admin dời mấy con NPC qua bên kia hết rồi. Đấy, đây mới đúng nè. Bây giờ Ray đi bán gì à? Từ từ, để mình coi Ray bán gì đây. Renew Haki. Haki Bá Dương các bạn. Rồi, không có gì hết. Thôi bỏ qua. Trăm Robux là Haki Bá Dương. Rồi giờ mình sẽ đi thẳng nhà máy nha mày. Bây giờ như là mấy cái chỗ kia không biết còn boss hay không mày, admin chuyển qua bên đảo Tân Thủ hết rồi mà. Chứ mình nghĩ là hết boss luôn rồi đó. Rồi bây giờ mình tâu mình quánh nhà máy nha. Đấy. Ôi đóng cửa rồi hả? Đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi, đóng cửa rồi. No, vừa mới thấy mở cửa. Ô đây đây mở cửa nè. Vô 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 vô. Nhà máy này mở cửa liên tục luôn hay sao các bạn? Mở liên tục luôn á, mình thấy mở liên tục luôn á. Có cháy gì vậy? À rồi rồi qua cái ít đắt đúng không? Cái hộp quà này là qua cái ít đắt.
chắc luôn. Đúng rồi bạn ơi. Ủa quả kia đắt đúng rồi mà. À đúng rồi. Yami ít chè mo á bạn. Không có đốt cây vô cây qua đô cho mình nè. Vẫn có một trái trong này các bạn, vẫn là một trái bí ẩn, trái bao nè. Phải không? Bao. Ảo thật đấy. Vẫn có một trái bao nằm ở trỏng nha, mà mình lít vô trái bao là mình sẽ tele về đây, có thấy chưa? Và không di chuyển được. Giống như là admin không cho mình lấy trái quỷ này á bạn. Vãi thật sự. Đây. Thì ở đây có tỷ lệ là rớt 100% rớt trái quỷ huyền thoại á. Vậy là trái này, vậy là trái Yami đắt này bây giờ trở thành huyền thoại rồi á. Chấm hỏi. Trái này thành huyền thoại á. Và rớt cái cây Wano á bạn. Ảo thật sự. Rồi. Thì đó là phiên bản mới của tựa game Rainbow Bee nhớ bạn, đó chính là phiên bản thứ hai, Rainbow Bee 2. Thì các bạn có thể vào chơi và trải nghiệm thử ha. Rồi. Chắc mình nghĩ là kết thúc clip tại đây ha. Thì các bạn thấy hay cho mình xin một like, một subscribe của mình nha, để mình có động lực cùng những clip hay nữa ha. Ồ mà mình thấy mình mất du biển rồi đúng không ta? Hiện tại tựa game này mất du biển rồi bạn ơi. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn những clip sau nhé. Bye bye.